Trường hợp thứ tư, giáo viên sẽ đưa ra các câu mệnh lệnh yêu cầu học viên làm. Học viên cũng sẽ trả lời. Chúng ta có như sau. Hãy đứng lên. Tatte kudasai. Hey. Vâng. Suwatte kudasai. Hãy ngồi xuống. Hey, shichirei shimasu. Vâng, em xin phép ạ. Nyonde kudasai. Hãy đọc đi. Hey, wakarimashita. Vâng, em đã hiểu. Kaite kudasai. Hãy viết đi. Hey, wakarimashita. Vâng, em đã hiểu. Mite kudasai. Các bạn hãy xem hoặc nhìn. Hai, wakarimashita. Vâng, em đã hiểu. Itte kudasai. Hoặc hanashite kudasai. Hãy nói. Hai, wakarimashita. Vâng, em đã hiểu. Benkyou shite kudasai. Hãy học. Hai, wakarimashita. Vâng, em đã hiểu. Kaiwa shite kudasai. Hãy hội thoại. Hai, wakarimashita. Vâng, em đã hiểu. Renshu shite kudasai. Hãy luyện tập. Hai, wakarimashita.